Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB của anh nhé. Đấy. À, thì như các bác đang theo dõi trên màn hình, ở video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về một số cái mẫu van để cho các bác và anh em chơi những cây condo và FX các bác nhé. Đấy. Ngoài van ra thì bên em cũng cung cấp trên thị trường ra cho các bác một số mẫu bình nhé. Thì rẻ nhất thì em sẽ lên cho bác này. À đây, con bình này thì sẽ là con bình nhôm đít tròn các bác nhé, bình nhôm đít tròn. Cái này sơn alloy trong ngoài, cực kỳ là dày dặn và đẹp nhé. Đến từ thương hiệu Hai Gentech các bác nhé, đấy Hai Gentech. Con bình nhôm đít tròn thì sẽ có size 036 042 nhé. Và size 3.0. Hiện tại con bình này thì đang được bên em sale nhé. 550.000 bao ship tận nhà cho bác đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Bên em ship code COD đồng kiểm ra 3 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Bác nào mà không thích bình nhôm ấy thì em tiếp tục lên như này. Cầm cho em lên cho bác con bình này bình carbon nhé. Nhanh. Em lên cho bác con bình này là bình carbon Bắc Đa nhé. Cái bình carbon này thì phù hợp với anh em chơi những cây cấu hình cao, hoặc các bác nào mà những cây cấu hình thấp các bác lên con này cũng được. Chơi nó rất chi là hay. Vì cái này có ưu điểm là bình cực kỳ là nhẹ các bác. Đây các bác cầm lên rất chi là nhẹ nhé. Hiện tại con bình này đây, bình này là bình 0.42 nhưng nó có trọng lượng là 0,44 kg thôi và rất chi là nhẹ nhé. Em đánh giá cao về cái mẫu bình này các bạn đấy. Hiện tại con này bên em đang bán giá công khai 1.800.000 bao ship tận nhà cho bác nhé, đến nơi bác kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy. Bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác về hai cái mẫu van để anh em chơi condo trước, sau em sẽ giới thiệu tiếp đến hai cái mẫu van để anh em chơi FX nhé. Đây. Cái mẫu van để anh em chơi condo thì đầu tiên em lên cho bác con van này là con van click kết hộp mở nhé. Cái này là van thẳng dài nhé. Hộp mở các bác phân biệt này. Nó có ba lỗ xả ở đây so với hộp rút. Cái này là mẫu mới 2024, khuyên thì vẫn khuyên xoay nhé. Đấy. Và anh em vặn cái khuyên này ra. Anh em nắp vào khung, anh em là mình chơi được rồi. Mà anh em nào một số anh em đấy, nắp vào khung. Còn anh em nào muốn nắp bình vào đây thì anh em vặn cái van xả áp này ra nhé. Vặn cái van xả áp ra, anh em nắp xoáy cái nào bình. Đây. Thì em cũng đây. Em cũng đã vặn cái van xả áp này ra rồi thì em sẽ hướng dẫn các bác trực tiếp luôn. Đây. Em sẽ làm thực tế cho bác luôn nhé. Anh em vặn cái van đồng hồ bên áp này. Anh em vặn ra này để cho nó xì ra hết hơi các bác, xì ra hết hơi. Thì anh em mới vặn cốc két áp này ra được. Đây. Sau các bác vặn nó ra hết hơi, anh vặn cái cốc két áp này ra cái là mình có thể lắp bình được ngay nhé. Đấy. Hết hơi rồi đúng không các bác? Đây. Đấy. Hết hơi cái thì anh em vặn cái cốc tét áp này mình lấy tay mình có thể vặn được ngay, rất chi là đơn giản nhé. Đây em cho các bác xem luôn nhé. Cái này ốc chỉnh áp sẽ là full inox hết các bác, ốc chỉnh áp full inox rồi. Đấy. Anh em vặn này ra, anh em xoáy bình vào đây là anh em có thể chơi được rồi. Đấy. Đấy, anh em xoáy bình vào nhé, anh em xoáy chắc vào. Xoáy chắc vào xong em xoáy cái ốc này vào, các bác lấy tay xoáy chắc, anh em lấy mỏ nết anh em vặn vào một xíu. Đấy, thế là anh em đã có thể chơi được rồi nhé. Tháo nắp cái này rất là đơn giản thôi. Cái này thì em làm demo cho bác một số anh em nào mới chơi thôi nhé. Còn anh em nào chơi sành rồi các bác cái này làm nó rất là đơn giản. Đấy, các bác nào chơi sành là các bác biết hết rồi. Chỉ số một số anh em mới chơi ý, hoặc anh em ít mày mò thì anh em mới phải này thì em hướng dẫn để cho anh em chơi nhé. Con van này thì em báo giá công khai cho bác nhé. 750.000 bao ship tận nhà cho bác nhé. Van Cricket hộp mở. Khi các bác mua trong video ngày hôm nay em sale cho bác còn 730.000 nhé. Đấy. Còn bác nào chơi những cây kẹo sờ lung này, xuyên phá này, 6.35 nhé. Thì anh em có thể tham khảo qua cái mẫu này nhé. Đây, mẫu van Cricket nhé, mẫu van Cricket hộp mở. Cái loại này thì nó khác, cái loại này là khoang áp nó lớn đấy. Còn ruột, gioăng, sim, nỏ soi, đĩa các thứ nó như nhau hết. Nó chỉ khác cái là khoang áp lớn. Thì phù hợp với anh em chơi những cái loại kẹo xuyên phá sờ lung hoặc 635. Anh em chơi những cái kẹo to thì mình nên tham khảo qua cái dòng van này để anh em chơi những con thú lớn đấy. Cái này là van click kết hộp mở khoang áp lớn nhé. Khoang áp lớn thì khi anh em bên cái viên kẹo nó đi đường đạn chuẩn hơn các bác nhé. Đấy. Hiện tại con van này thì đang được bên em bán giá công khai nhé. 1.100.000 nhé. Van độ khoang áp lớn. Đây khuyên xoay. Mẫu mới nhất 2024. Đây bên này là đồng hồ báo hơi này. Bên này là đồng hồ báo áp các bác. Đấy. Con này thì 1.100.000 đã bao ship về tận nhà cho các bác nhé.
chơi con này cực kỳ là ổn định và sướng nhé. Đó là muốn mua hàng người ta gọi điện đến hai đầu số này, đầu số để đặt hàng nhé. Vì con van này trước đây có một thời điểm là nhà máy sản xuất không kịp, à, thị trường Việt Nam lúc nào cũng cháy đấy. Thì bây giờ em nhập được một chút về phục vụ cho bác, số lượng không có nhiều đâu. Nên là bác nào muốn mua con này thì nhanh tay để chốt các bác nhé. Đấy. Còn bác nào chơi FX thì em nên cho bác hai cái mẫu van. Đây, bác nào chơi những cái FX thì lên cho bác con van này là van 1/2 nhé. Van 1/2 Ueno BK5657 nhé. Cái này cốc tép phiên bản dầu. Đây, bác nào chơi FX các bác không cần những cái loại này. Van 1/2 thì về anh em nó xoáy này ra anh em chơi thôi. Đấy. Rất chi là tiện đúng không? Cái này anh em lắp vào chỗ quy này, cái này anh em lắp bình vào đây là anh em chơi. Con van 1/2 như này nhé, thì em báo giá công khai cho bác nhé. Bao nhiêu ạ? 580.000 các bác, 580.000. Hôm nay sale cho anh em giá cực rẻ nhé. Còn hết sale thì em lại bán tiếp tục cho anh em giá là 600. Hôm nay sale cho anh em 580.000 con van cờ kết 1/2. Còn nào bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến cho bác con van này. Con van này thì để cho anh em chơi những cây Q2, Q xoáy 2 lỗ hoặc QK2, cây cắn cuốc nhé. Đấy. Con van đời đen 7075 VL30MBE. Đấy. Con này thì sẽ là hàng chuẩn chỉ công ty hàng loại 1, các bác nhìn nhận biết này, nó có chữ đờ rem đây, các bác nhìn nó cái độ hoàn thiện nó cực cao, nhìn rõ nét sắc nét, nó không bị nguệch ngoạc nhé. Đấy là cái thứ hai là cái chỗ khuyên ở đây thì nó sẽ bằng đồng nhé, ở ngoài bằng đồng, bên trong là inox hết cơ đấy, ở ngoài đồng bên trong chạy inox này. Đấy, cái mẫu này thì anh em chơi mình chỉnh áp ngoài rất chi là sướng đấy, anh em chỉ cần nới lỏng cái con ốc hãm đấy ra, anh em muốn cho áp tăng hay áp nhỏ, ví dụ đây cái này thì áp đang là 100 nhé. Đấy, anh em muốn cho nó lên 101, 102, 103, 104 thì anh em chỉ cần cho con lục giác đây, anh em vặn ngược chiều kim đồng hồ là áp nó sẽ tăng, anh em vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ là áp nó sẽ giảm nhé. Đấy, các bác nhìn qua một vòng cho em, cốc test áp rất là xịn sò. Cái này ngoài là đồng, bên trong là inox nhé. Đấy. Đây, đồng hồ bên này sẽ là đồng hồ báo hơi 30MBA các bác nhé. Đấy. Còn đồng hồ bên này đồng hồ bên này là đồng hồ báo áp này, đồng hồ bên này là đồng hồ báo hơi xanh đỏ chấm vàng. Khi em gửi đi cho bác đến nơi, bác tháo ra kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Anh em để ý cho em, một con van xịn sò chuẩn đến nơi nó vẫn phải có hơi có áp như này, nó không bị xì xoạt nhé. Và đến nơi các bác xem nhé, nó đồng hồ báo áp về không này, đồng hồ báo hơi về không là con van đấy đã bị xì xoạt tuyệt đối, các bác không nhận nhé. Đấy. À, các bác mua thì đến nơi các bác xem van nó có hơi có áp thì các bác nhận nhé, là chứng tỏ con van đấy nó không bị xì xoạt gì, anh em chơi rất chịu ổn định đấy. Còn đến nơi nó không có hơi không có áp thì các bác tuyệt đối không được lấy, vì con van đấy nó đã bị xì xoạt, đã bị lỗi rồi nhé. Đấy, thì em báo giá cho bác con van Dream nhé, 7075, giá công khai cho bác thời điểm hiện tại là 1,1 triệu nhé, 1,1 triệu, bao ship tận nhà cho bác đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán. Con van 1/2 là 580.000. Con van thẳng dài nhé là giá bao nhiêu ạ? 730.000. Con van độ khoang áp lớn giá 1,1 triệu các bác nhé. Đấy, bình carbon Bắc Đa giá là 1,8 triệu nhé. Còn bình nhôm đít tròn này, bình nhôm đít tròn thì giá bao nhiêu ạ? Bình nhôm đít tròn hiện tại em đang bán cho bác là 550.000 các bác nhé. Đấy, thì bác nào muốn mua hàng nhanh tay gọi điện trực tiếp đi hai đầu số của shop để đặt hàng. Hàng của em gửi đi cho bác là miễn phí ship được đồng kiểm các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay ạ.